Rồi là lại mình nè anh em ơi, đầu tháng nè. Đầu tháng mình có con máy xấu xấu nhưng mà bít tông đẹp nha, quăng ngang nha, bao quăng ngang luôn. Con máy này không like một cái gì mình cam kết, nếu mà có like mình cho luôn con máy, mình không có tiền. Nhưng mà trên thị trường con máy này nó like là like gì biết không? Con máy của mình đang like hai cái ống xăng. Về mình coi ống xăng nó mục, mình thay hai ống xăng để cho con máy nổ nó ngon. Con máy này dính lửa. Mình chuyển qua AC. AC thép ga băng. Đây nó xấu xấu ở ngoài nhưng mà bít tông là nồng 40 ly. Bít tông nồng quăng ngang, nếu mà không quăng ngang mình cho không luôn con máy. Đây có ốp lam đàng hoàng, có cái lam luôn, lam 40 luôn, cái lam theo máy luôn, lam Estin theo máy, đầu bánh xe chạy xích 91. Đây xích còn zin luôn. Xích của nó luôn, nếu mà xích Việt Nam là mình cho luôn con máy không lấy tiền, nhưng mà trên thị trường con máy này là nó phải trên 3 triệu, nhưng mà đầu tháng mình xả chơi với anh em là anh em nào chốt 1.500.000 có cả lam xích. Rồi có ốp lam luôn, mình không gắn, mình để mình test máy cho nó bơm nhớt, coi anh em coi nè, à, test máy nè. Chơi 1.500.000 có cả lam xích, xích cũng theo Estin luôn, xích Nhật luôn chứ không phải xích Việt Nam, lam Nhật luôn. Đây con máy nè, test nè, nè. Tắt nè, hoạt động đây nè, nè. Tắt nè, nè hoạt động đây nè, nè. Nếu con máy mà không có băng ngang ở bê tông á, nồng không khít không bao giờ giật nhẹ, nó nhạy như thế được nè, nhìn nè, mình giật như đồ nít chơi nè. Rồi anh em là chốt luôn đầu tháng. Rồi